rồi, chúng ta chuẩn bị chúc mừng hai đội. Một tràng pháo tay thật to dành cho hai đội nào. À, đây là trận chung kết của các đội khúc lớp 7. Và chúng ta đang kiếm những cái bánh tay dành dành cho nhau và những nụ cười rất thân thiện trao cho nhau. Ủa? Cuối đằng đó ơi, bên tay. Nhưng rất là hậu vệ. Số 4 vẫn là số 4 của anh.